nắng gắt, giao lồng bừa cày chảo năm về Ý Yên Nam Định. Ý Yên anh ạ. Vâng. Ý Yên đi qua anh mà, đi thẳng đến chỗ chân cầu vượt là lên đường cao tốc. Vâng. Cơ khí nông nghiệp Phú Hải, xóm 5, Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Điện thoại 0982 975 256.